Gelbodin, người phát minh ra sữa đặc. Trong tiến trình phát triển, con người luôn cố gắng tìm ra cách bảo quản thực phẩm trong thời gian dài để sử dụng vào những thời điểm thích hợp. Chúng ta biết ướp lạnh thịt cá, phơi khô hoa quả, muối chua rau củ. Tuy nhiên, có một loại thực phẩm không dễ bảo quản một chút nào, đó là sữa. Trước năm 1856, sữa chỉ tồn tại ở dạng nước, sữa tươi, rất dễ ôi thiêu, lên men. Thật may mắn, một nhà phát minh tay ngang đã xuất hiện, tạo ra sữa đặc, làm thay đổi cả ngành sữa thế giới. Ông chính là Gelbodin. Mưu sinh bằng nhiều nghề. Gelbodin sinh ngày 9 tháng 11 năm 1801 trong một gia đình công dân nghèo tại New York, Hoa Kỳ. Ngay từ nhỏ, ông đã nếm trải cuộc sống khó khăn, thiếu thốn vật chất, thậm chí còn không có đủ đồ ăn và quần áo mặc. Chính vì vậy, Bodin đã biết tự lập từ rất sớm, giúp cha mẹ làm những công việc lặt vặt như trông em, giặt quần áo và nấu ăn. Gelbodin theo anh trai chuyển tới Texas vào năm 1829 để tìm việc làm, với mong muốn có thể đỡ đần cha mẹ già. Tại đây, ông làm rất nhiều nghề khác nhau để mưu sinh. Đầu tiên, Bodin làm công việc liên quan tới địa chất, có một chút đóng góp trong việc tạo ra tấm bản đồ địa hình đầu tiên về Texas. Sau đó, dù không có kinh nghiệm và vốn kiến thức có hạn, nhưng Gelbodin vẫn mạnh dạn xin đảm nhận công việc biên tập viên cho tờ báo Telegraph and Texas Register. Trong thời gian làm ở đây, vì cơ hội tiếp xúc với tầng lớp trí thức, nên con người ông cũng đã được cải thiện rất nhiều, từ lối sống đến tư tưởng. Sau này, Gelbodin xin nghỉ làm biên tập viên để lấn sân sang ngành công nghiệp thực phẩm. Trong thời gian này, ông đã phát minh ra bánh quy thịt, một dạng thịt bò được tách nước giống với món thịt bò khô pemmican của người Mỹ da đỏ. Dù không quá thành công về mặt thương mại, nhưng sản phẩm đã giúp Gelbodin gây được tiếng vang trong cộng đồng sản xuất thực phẩm. Ông nhận được một huy chương vàng tại Hội chợ Thế giới tổ chức ở London, nước Anh năm 1851. Đây là phần thưởng lớn đầu tiên dành cho Gelbodin. Chính nó đã khích lệ, thôi thúc ông quyết tâm gắn bó với ngành công nghiệp thực phẩm. Phát minh ra sữa đặc. Trước năm 1856, sữa luôn ở dạng sữa tươi, dạng nước. Tuy nhiên, sữa tươi rất khó bảo quản, có thể nhanh chóng bị ôi thiêu. Vì thế, việc để sữa tươi trên các con tàu thủy trong những chuyến hải hành dài ngày là một thách thức không hề nhỏ. Nhiều khi người ta còn đem theo cả một đàn bò lớn để sản xuất sữa tươi tại chỗ, phục vụ nhu cầu của các hành khách trên tàu, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vấn đề là những con bò thường bị say sóng hay bị ốm và không thể sản xuất đủ sữa trong chặng hải trình dài. Trên đường quay trở lại nước Mỹ, trên chuyến tàu thủy khởi hành từ London đến New York, Gelbodin đã tình cờ chứng kiến một sự việc kinh hoàng. Những con bò sữa trên tàu đột nhiên bị đổ bệnh và lăn ra chết. Chưa kể, đám trẻ con uống sữa bị nhiễm độc cũng bị ốm nặng, thậm chí có trường hợp tử vong. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, Gelbodin đã rất sốc và hoang mang. Ông nung nấu ý định phải làm một việc gì đó nhằm ngăn chặn tình trạng này. Sau khi trở lại New York, Gelbodin đã tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm nằm ở tầng hầm ngôi nhà ở Brooklyn và bắt đầu mày mò tìm ra cách để bảo quản sữa. Trước tiên, với ý định cô đặc sữa, Gelbodin đã lấy khoảng 3,7 lít sữa bò tươi đun sôi trong một cái chảo lớn. Ông cứ thế đun mãi cho đến khi nước trong sữa bay đi hết và sữa cô đặc lại thành một lớp chất dẻo. Vấn đề là thứ chất dẻo đó có màu đen và mùi cực kỳ khó chịu. Rồi một hôm, Gelbodin tình cờ đến thăm một ngôi làng hẻo lánh. Ở đó có một thứ khá thú vị, trái cây khô. Sau khi tìm hiểu, Gelbodin biết được rằng những người dân bản địa đã dùng một cái chảo chân không lớn để nấu hỗn hợp rượu và hoa quả nhằm tách nước có trong trái cây. Thế là Gelbodin đã lóe lên một ý tưởng rằng ông hoàn toàn có thể làm điều tương tự với sữa tươi. Tất cả các dạng chất lỏng được đun ở nhiệt độ thấp thì áp suất sẽ giảm đi. Điều này có nghĩa là Gelbodin có thể nấu sữa trong chảo chân không mà không cần đốt cháy nó, cũng không hủy hoại mùi vị của nó. Trong chảo chân không, sữa được nấu ở nhiệt độ 57,7 độ C thay vì phải là 100 độ C như bình thường. Theo cách này, sữa vẫn giữ nguyên màu và vị như ban đầu, và quan trọng hơn là sữa có thể để lâu mà vẫn giữ nguyên chất lượng. Tuy nhiên,
loại sữa đặc mà Gail Borden làm ra khi đó vẫn không để được quá lâu. Chỉ 1 đến 2 tuần sau, nó đã bắt đầu bị lên men và ôi thiêu trở lại. Không bằng lòng với kết quả này, Gail Borden đã không ngừng cải tiến và tinh chế mô hình chảo chân không công nghiệp để cho ra loại sữa đặc như hiện tại. Sau 3 năm làm việc chăm chỉ, vào năm 1856, ông đã nhận được bằng sáng chế về phát minh sữa đặc. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Phất lên nhanh chóng. Sau khi phát minh ra sữa đặc, Gail Borden quyết tâm chuyển sang kinh doanh. Tuy nhiên, khởi đầu không được thuận lợi. Hai nhà máy sản xuất sữa đặc đầu tiên của ông hoạt động không tốt. Người dân không thể mua được sữa đặc vì giá khi đó khá cao. Chính vì vậy, Gail Borden quyết định đóng các nhà máy để tìm hướng đi khác. Sau này, may mắn đã mỉm cười với Gail Borden khi ông tình cờ gặp gỡ Jeremiah Milbank, một quý ông giàu có kinh doanh phát đạt trong ngành đường sắt và ngân hàng ở New York. Bản thân Milbank đã nhận thấy tiềm năng khổng lồ trong ngành công nghiệp sản xuất sữa đặc. Thế nên, ông đã quyết định mạnh tay đầu tư cho Gail Borden. Milbank đã hỗ trợ Gail Borden số tiền hơn 100.000 đô la và họ đã cùng nhau thành lập công ty sữa đặc New York. Vì hệ thống máy móc được tự động hóa nên quy trình sản xuất đã nhanh hơn trước. Vì thế, giá của các hộp sữa đặc cũng giảm đi đáng kể. Qua đó, sản phẩm đã tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn. Ngay lập tức, doanh thu từ việc bán sữa đặc tăng theo cấp số nhân. Các nhà máy sản xuất sữa đặc của Gail Borden nhanh chóng được mở rộng tại hai tiểu bang New York và Illinois. Đặc biệt, khi cuộc nội chiến Mỹ bùng nổ vào năm 1861, sữa đặc đã trở thành sản phẩm độc quyền của một đối tượng khách hàng cao cấp hơn, đó là quân đội Liên bang miền Bắc. Các tướng lĩnh mua hàng trăm thùng sữa đặc cho binh lính của họ bồi bổ. Thế là chỉ trong vòng vài năm kinh doanh, Gail Borden đã tạo dựng được một đế chế sữa đặc lớn nhất Hoa Kỳ với doanh thu lên tới hàng chục triệu đô la một năm, con số cực kỳ lớn ở thời điểm thế kỷ 19. Sản phẩm của công ty ông có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, sữa đặc đã trở thành thực phẩm thiết yếu trên mỗi chuyến tàu đi xa, cũng như trong tủ thực phẩm của hàng triệu gia đình Mỹ. Thay đổi ngành công nghiệp sữa thế giới. Trước đó, không mấy ai quan tâm đến tầm quan trọng của điều kiện vệ sinh, đặc biệt là người nuôi bò. Chính vì vậy, sữa đã được khai thác và sản xuất trong điều kiện rất bất vệ sinh. Nhiều chủ trang trại còn chở sữa đã khai thác, chung xe chở phân bò. Chính điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Tuy nhiên, với Gail Borden thì khác, ông mong muốn thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp sữa thế giới. Bên cạnh việc chú trọng phát triển doanh thu, ông rất là quan tâm tới chất lượng của từng khâu sản xuất sữa. Gail Borden đã cử các thanh sát viên vệ sinh đến tận các trại bò sữa để kiểm tra chất lượng đầu vào. Các ông chủ trang trại bò phải làm theo những hướng dẫn và quy định của Gail Borden nếu muốn bán sữa cho nhà máy. Các thanh sát viên có một danh sách kiểm tra, gọi là 10 điều răn của người nuôi bò sữa. Theo tiêu chuẩn này, nhiệt độ của sữa bò phải không được vượt quá 52 độ C, vú bò phải được lau sạch trước khi vắt sữa, các thùng phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi chứa sữa. Ngoài ra, còn có hàng tá những yêu cầu quan trọng khác. Với sự khắc khe ấy, ban đầu các chủ trại bò tỏ ra khó chịu bởi vì nó làm mất thời gian của họ cũng như làm gia tăng chi phí thuê nhân công. Tuy nhiên, khi được nghe Gail Borden nói về những lợi ích lâu dài của việc giữ gìn vệ sinh, họ đã vui vẻ tuân thủ. Và thế là, ngoài sữa đặc, sữa tiệt trùng của nhà phát minh Gail Borden đã được ra đời, giúp sự nghiệp kinh doanh sữa của ông ngày một thăng hoa. Gail Borden qua đời ngày 11 tháng 1 năm 1874. Sản phẩm sữa đặc của ông vẫn tiếp tục cuộc hành trình vĩ đại của mình. Nó làm cho thế giới khỏe mạnh hơn, nó cứu sống hàng triệu trẻ em và người lớn bị bệnh. Không chỉ có thế, những tiêu chuẩn vệ sinh trong sản xuất sữa của Gail Borden vẫn còn được sử dụng đến tận ngày nay. Có thể nói, ông đã để lại một di sản vô giá cho nhân loại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!